Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh luôn được cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng Quảng Trị nói chung và đồn biên phòng Cù Ba nói riêng coi trọng và xem đây là việc làm thường xuyên của đơn vị. Vì vậy, trong nhiều năm qua, nhất là trong năm 2018, đồn biên phòng Cù Ba đã có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ nhân dân trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, thể hiện truyền thống vẻ vang bộ đội Cụ Hồ được nhân dân tin yêu và mến phục, được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao. Đồn biên phòng Cù Ba có nhiệm vụ quản lý bảo vệ gần 30 km biên giới phía tây bắc tỉnh Quảng Trị. Đây là địa bàn biên giới vùng sâu vùng xa của huyện Hướng Hóa. Để xây dựng vững chắc chủ quyền biên giới, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cù Ba luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình là giúp cho các xã vùng biên phát huy tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội bền vững. Từ đó, người dân cùng bộ đội xây dựng địa bàn vững mạnh. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cù Ba gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ chốt trong đơn vị, trên tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng tôi tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quan điểm của Đảng, chỉ thị nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu và củng cố xây dựng hệ thống chính trị xã phường vững mạnh. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các cái phong trào, các cái hoạt động và các cái mô hình đã triển khai trong thời gian qua và đẩy mạnh cũng như là nhân rộng các cái mô hình này về các xã và các thôn. Cụ thể hóa chủ trương ấy, đơn vị đã cử một số cán bộ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ở các thôn bản của hai xã Hướng Việt và Hướng Lập, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng. Cán bộ chiến sĩ luôn xem đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Từ đó giúp đỡ bà con làm kinh tế, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, mở rộng giao thông, xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa mới, bỏ các hủ tục lạc hậu, không xâm canh xâm cư, không nghe theo sự lôi kéo của các đối tượng xấu, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đến nay, đồn biên phòng Cù Ba trực tiếp hướng dẫn giúp nhân dân địa phương xây dựng một số mô hình kinh tế như mô hình chăn nuôi gia súc tập trung, trồng cỏ voi và triển khai mô hình trồng chuối. Hiện đang trồng thí điểm hơn 700 cây chuối mật mốc tại thôn Cù Ba, xã Hướng Lập và bước đầu đã có hiệu quả. Không chỉ hướng dẫn trồng lúa nước mà cùng bà con thu hoạch vụ mùa, góp phần giảm sự vất vả cho người dân. Thêm một vụ mùa thắng lợi có phần đóng góp của người chiến sĩ đồn biên phòng Cù Ba. Những mô hình kinh tế hiệu quả bắt đầu nhân rộng ra trong các xã Hướng Lập, Hướng Việt, góp phần hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo của các xã. Ngoài ra, đơn vị đã giúp nhân dân xây dựng đường xá, làm vệ sinh các khu dân cư, xây dựng các bể chứa nước, vận động xây dựng 6 ngôi nhà nghĩa tình biên giới, nhận hỗ trợ cho 7 gia đình đặc biệt khó khăn, người neo đơn không nơi nương tựa, đỡ đầu cho 12 em học sinh có hoàn cảnh éo le. Đơn vị thực hiện tốt chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, tay kéo biên phòng, tiết học biên giới, nâng bước em đến trường, khám chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng và cấp thuốc miễn phí cho gần 3.000 lượt người. Vận động các gia đình trong bản đưa 100% các cháu trong độ tuổi đến trường được nhân dân đánh giá cao. Bản Tà Băng, xã Hướng Lập là địa phương đặc biệt khó khăn nên đã được bộ đội đồn Cù Ba đỡ đầu bản chúng tôi, động viên chúng tôi làm kinh tế sản xuất để mà nâng cao đời sống cho bà con. Chúng tôi rất cảm ơn đồn đã giúp đỡ cho người dân bản chúng tôi. Con cháu đưa đi học cùng nhờ đồn, xin được cải trường này cùng nhờ đồn,
làm nhà cửa cũng nhờ có đồn giúp đỡ. Đặc biệt là đồn đã kêu gọi vận động các nhà hảo tâm từ nhiều nơi để giúp chúng tôi. Nhờ vậy mà bản làng được ấm no hạnh phúc. Đồn muốn bảo vệ biên giới cột mốc thì chúng tôi luôn góp sức nghe theo bộ đội. Song song với việc giúp dân phát triển kinh tế, đơn vị còn tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh. Xây dựng các mô hình quần chúng tham gia, tự quản đường biên cột mốc, khu dân cư an toàn. Xây dựng quy chế kết nghĩa bản hai bên biên giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt-Lào. Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thể trận quốc phòng, an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đã tạo niềm tin trong nhân dân. Đối với công tác vận động quần chúng ở đồn biên phòng Cù Mai, thì chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng giá trị của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về những cái nói đi đôi với làm, thì với phương châm là nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Thì trong những cái thời gian qua thì đồn biên phòng đã triển khai những cái việc làm cụ thể như là giúp dân xóa đói giảm nghèo, rồi hỗ trợ làm các cái ngôi nhà tình nghĩa, rồi hỗ trợ cái con giống để bà con phát triển kinh tế. Thì những cái việc làm tuy là nhỏ đó nhưng mà đem lại những cái giá trị, những cái niềm tin cho bà con nhân dân nơi khu vực biên giới, để nhân dân cùng với lực lượng biên phòng bảo vệ cái vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong đơn vị, các cấp chỉ huy luôn gần gũi, sâu sát với chiến sĩ, nắm vững tâm tư nguyện vọng, những vướng mắc để giải quyết thấu đáo. Tình thương yêu đoàn kết của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị được nâng lên, họ sẵn sàng chia sẻ khó khăn để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi người luôn học tập phong cách quần chúng của Bác, thể hiện sự chân thành với đồng chí, đồng đội, chuẩn mực trong phát ngôn, tác phong, phong cách sinh hoạt và công tác. Sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu ý kiến khi được góp ý phê bình. Cán bộ đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả công tác làm thước đo, chịu khó nghiên cứu học tập. Giảm làm, giảm chịu trách nhiệm trước tập thể đơn vị, chống chủ nghĩa cá nhân, chống đùn đẩy trách nhiệm, được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tin tưởng, cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận. Chúng tôi đánh giá rất cao những cái việc hoạt động của các lực lượng đồn biên phòng Cù Mai đã giúp đỡ cho dân thay đổi được cái việc về cái canh tác, về cái văn hóa của bà con. Thì đặc biệt là trong thời gian qua thì đồn bến kênh mà thay đổi được cái các cái việc sinh hoạt cũng như là canh tác của bà con. Thì bên cạnh đó thì đồn cũng đã giúp đỡ rất nhiều về xây dựng nhà ở cho người dân, rồi hướng dẫn làm kinh tế. Rồi bên cạnh những cái việc làm đó thì còn về cái việc là cùng phối hợp với lực lượng của xã là cũng đi tuần tra đường biên cột mốc và nâng cao nhận thức cho bà con để bảo vệ tốt cái đường biên cột mốc. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao dân chủ trong đơn vị. Cán bộ đảng viên đã thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong công việc, trong các phong trào để chiến sĩ noi theo, từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp, xứng đáng với truyền thống của một đơn vị, hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Là đối với lãnh đạo cán bộ chủ chốt là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm cả cái văn bản của cấp trên, đặc biệt là cái chỉ thị 05 và cái chỉ thị 87 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những cái việc làm cụ thể, thứ hai là chúng tôi là thực hiện tốt cả cái cam kết trách nhiệm của cấp ủy, của người chỉ huy và người đứng đầu gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình, đồng thời là gắn với vấn đề kiểm tra, giám sát các cái việc đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các cái buổi sinh hoạt chuyên đề, thông qua sinh hoạt chi bộ của đảng bộ và học tập
thì đánh giá kết quả việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức hồ phong cách Hồ Chí Minh để làm thước đo, làm cơ sở để đánh giá kết quả của đảng viên cũng như chất lượng cán bộ cuối năm. Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cù Bai được nhân dân yêu mến, đồng thời góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Nhiều năm liền, đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Phát huy những thành tích đã đạt được, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cù Bai tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục xây dựng Đảng kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.